Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Thời gian qua, chính não của em không bình thường. Nhưng bây giờ thì không sao cả. Em Em ơi, anh không nghĩ là không có em anh lại buồn đến như vậy. Có khi nào anh em mình lại xa nhau hoài không? Có khi nào không? Có khi nào vậy không? Anh hai, thằng Quý nhà mình thật là giỏi giang, đúng là một nhân tài. Em nói cái gì vậy? Bây giờ không cần lo chuyện chị Giang nữa. Tỉnh lại rồi sao? Không phải tự nhiên tỉnh đâu, thằng Quý làm tỉnh lại đó. Vậy sao? Bên anh Long bây giờ đang vui lắm anh. Được vậy thì tốt. Cảm ơn anh. Em hiểu rất rõ lời hứa sẽ không bao giờ chia tay mà anh đã nói với mẹ em. Nhưng em không muốn là gánh nặng cho anh. Anh xin lỗi.
nhưng anh không thể nhắc lại lời hứa đó ở đây được. Em đừng buồn, em phải tự lo cho bản thân của mình. Tương lai của em là ở phía trước. Rồi sau này khi anh nhìn lại, em sẽ thấy tất cả sự cảm nhận của em nó sẽ thay đổi, mọi việc nó sẽ thay đổi. Thời gian sẽ làm chuyện đó, tin anh đi. Khi nào thì anh cưới chị Thu vậy? Em muốn biết. Anh chưa có kế hoạch cho chuyện đó. Chẳng lẽ chúng ta không còn cơ hội gì sao anh? Vấn đề không phải là ở anh, đó là tương lai của em. Em hãy thực hiện ước mơ của mình. Em phải đi học nhạc, em phải ra nước ngoài học nhạc. Anh cũng không hiểu tại sao em lại dành tình cảm cho anh. Anh không xứng đáng với điều đó đâu. Em cũng không muốn mình như vậy đâu. Em nè, em sẽ tự lo cho bản thân mình. Em sẽ không quên việc anh giúp mẹ em tỉnh lại. Bây giờ thì anh buông em ra. Vậy anh đi đi. Anh đứng về gió sông lạnh lắm. Em đã nghe hết chuyện của mẹ Trang rồi. Em cảm ơn anh. Anh mau về đi, cha đang đợi anh ở nhà. Anh mặc áo phong phanh như vậy, gió sông lạnh dễ bệnh lắm đó anh. Con đi đâu giờ này mới về vậy? Dạ, cũng vô một chút đi. Con làm nên chuyện lớn cho mẹ Trang vậy là được rồi. Con đừng nên suy nghĩ gì chuyện đó nữa. Cha đã nghe em con nói rồi. Con không làm con nuôi của chú ba con nữa. Thì cha thấy hả dạ mát ruột lắm rồi. Đi lên thành phố đó, ra khỏi nhà chú ba con liền. Nghe chưa? Ra khỏi nhà chú ba, rồi con nó ở đâu? Trời ơi, sao mà thiếu suy nghĩ quá vậy? Tôi sống với bà đó, toàn là cái sự dốt nát gì đâu không. Bà hiểu con bà như thế nào? Nó mà ra khỏi nhà chú ba nó thì bà biết như thế nào không? Người ta sẽ đem xe tới, đem nhà tới tặng cho nó. Đúng không Quý? Dạ không có gì đâu cha. Ủa? Sao mà kỳ vậy? Quý, tự nhiên bữa nay con khiêm tốn lạ vậy Quý? Không có cách gì mà để giải quyết nhà ở cho con sao? Cha, lâu nay con không có dám nói, vì con nói ra con sợ cha thất vọng. Con nói thất vọng? Ý con là sao? Con không có kiếm ra tiền được đâu cha. Không kiếm ra tiền? Cha, con đi vào con đường công chức thì đâu thể nào kiếm ra tiền ngay được. Mà muốn thăng quan tiến chức á, thì con phải làm theo đúng luật pháp. Con nói cái gì mà cha nghe cha khó hiểu mà. Dạ. Từ trước tới giờ đó, chắc là con lo học, con không biết đời. Thôi, bây giờ cứ từ từ, rồi con sẽ kiếm được tiền. Chính vì sự mong đợi của cha mà con sợ. Con sợ về quê của mình, con sợ về nhà. Quý à, cha mẹ ở đây sống như vậy cũng được rồi con. Bà im đi, bà đi ra ngoài đi. Cha, cha cũng đừng có mong vật chất từ con. Cha cũng hy vọng về con tự danh dự thôi. Danh dự thay con được hả? Cả đời cha đã dồn hết sức cho con, chỉ mong là con được cái gì đó để rồi cha được hưởng sung sướng. Cả cái đất Hoàng Lâm này ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng nghĩ rằng Phạm Ba Mảnh này sung sướng lắm.
Chỉ có con là người không nghĩ như vậy thôi. Nhưng con không có khả năng như vậy đâu cha. Cái gì? Sao con lại nói như vậy? Con nói cho cha rõ, cha cũng đừng có mơ là nhà mình sẽ giàu vì con. Sao? Con giỡn nữa hả? Cha, ngay cả bây giờ khả năng nuôi được mấy em con cũng không làm được. Đó là thực tế của con. Quý à, con đừng có lo. Mấy đứa em con tụi nó cũng tự tìm cách sống được rồi. Trời ơi Quý ơi, cãi cha thì mày giết cha đi. Mày muốn đi đâu mày đi. Cương, có chuyện gì vậy anh? Mày bị trả về quá trời luôn. Sao bị trả? Nghe nói bị nhiễm khói công nghiệp gì đó. Sao như vậy được chứ? Giờ làm sao đây Cường? Em cũng biết sao đó. Mì bị hư hết rồi. Mà không lẽ tất cả mì ở xứ mình bị hư hết? Để em ra giữa coi coi sao. Ừ, thôi em đi đi. Có gì báo cho em biết chứ. Chú, mày nghe cái vụ khoai mì bị hư chưa? Con biết rồi. Mà chú, không lẽ khoai mì của cả xứ mình bị hư hết hả chú? Tao nói mày không phải ác ý nha, chứ mày để ý coi, mày sao mày xui dữ á? Mày có mặt ở đâu là xui chỗ đó à? Chú nói gì kỳ vậy? Tao nói không phải sao? Mày nghĩ lại coi, từ nhỏ tới lớn mày ở cái xứ này có mặt mày là xui à? Alo, tiệm thuốc Long Giang nghe đây ạ. Dạ, có Trang ở nhà. Trang ơi, điện thoại của con này. Alo, Trang nghe đây ạ. Dạ, con chào cô. Dạ, mẹ con khỏe rồi ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Dạ, phải lên làm chứ cô. Khách của cô á, cứ hỏi cái cô bé mà chơi đàn piano hoài à. Bây giờ con nói chuyện với người quen của cô nha. Anh nghe. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ. Dạ chắc à. Dạ. Trang, con phải nói cho mẹ nghe. Bên cạnh con đang có một người, nhưng không phải là Quý phải không con? Sao con đem về nhiều vậy? Không đưa ra giữa luôn. Không có ai mua hết mẹ ơi. Là sao con? Có người nói năm nay mưa sớm, mì bị chạy chỉ. Còn có người nói là do khói của nhà máy công nghiệp xả vào đất, rồi mì hút vô ruột làm chỉ bị đen. Dân phơi làm thức ăn gia súc không mua. Nhà máy bột ngọt cũng không mua luôn. Sao kỳ vậy con? Cái đó làm sao con biết được. Con để từ từ coi làm sao đã.
Để mẹ đi hỏi người ta coi. Đừng có mất công nữa mẹ ơi, con thấy giờ khỏi làm gì hết. Tiêu cái gì mà tiêu? Mì em tiêu hết rồi thầy ơi. Mì tiêu là sao? Em đã làm tất cả những gì thầy khuyên bảo em rồi. Rồi sao nữa? Hồi đó thầy nói á, nông thôn phải có đất, rồi em đi khai quang đất. Rồi thầy nói nông thôn bây giờ có sự hiện diện của công nghiệp rồi, thầy kêu em đi trồng mì để cung cấp cho nhà máy bột ngọt rồi chăn nuôi. Để bây giờ chính những cái nền công nghiệp mà thầy nói nó phá hết kỹ mì của em rồi. Rồi em đến đây biểu tình thầy hả? Đúng đó. Bây giờ em không biết làm cái gì nữa hết á. Cái thằng này, đầu óc em bị sao vậy? Em đang điên đó thầy. Em điên thiệt rồi đó thầy. Đúng là em điên thiệt rồi. Thầy nói đúng, em điên và em muốn phá cả sự hoàng lâm mình lên. Ý em á là người em gọi bằng thầy đã phá hỏng cuộc đời của em, vậy thì em cứ đánh thầy đi. Tại sao cứ trách mắng như vậy? Em cứ khóc đi, khóc đi cho nó đỡ đau. Có ai chịu đựng được như em đâu. Hồi nhỏ thì bị cha đánh đập, cố gắng làm mọi thứ để sống. Em sẽ đi khỏi xứ này. Rời xa cái xứ này, em phải làm cái gì đó để kiếm sống. Em đã quyết định rồi, thầy đừng có cản em. Em đi lên thành phố. Chị có thể bỏ bớt những băn khoăn không cần thiết về chuyện của em và anh Quý không? Em thì chị không nói, nhưng chị thấy em muốn bắt đầu với Quý bằng quyền lực. Nhưng mà cái cách em hành xử với Quý thì lại khác. Chị rất đồng tình với suy nghĩ của em, nhưng anh Hải thì khác em. Cái cách em để Quý làm con anh Hải là vì muốn cha chấp nhận thôi. Còn em với Quý không hề có chuyện thiếu trung thực. Chị hiểu rõ đúng không? Chị thì chị hiểu, nhưng mà chị vẫn thấy vướng vướng cái gì đó. Đó là do cảm giác của chị. Chị không công bằng với em và Quý. Chắc tại vì trước khi đến đây, Quý đã có người khác. Quý không yêu cô gái đó. Nhưng ngược lại, ngoài Trang ra em còn phát hiện Quý còn một người khác nữa. Một người chị đã thấy lúng túng rồi, bây giờ còn thêm một người nữa là sao? Hai người đó yêu Quý, mà Quý thì không. Em hôm nay cũng hầu chuyện dạy tôi nữa sao? Nhiều chuyện, nghe một đằng nói một nẻo. Rồi lại có chuyện đó. Không sao đâu anh, xả stress thôi mà. Mà Đâm Nhung nè, bữa nay đẹp thiệt á. Thiệt không đấy anh? Thấy mặc bộ đồ là muốn mời em đi nhà hàng Tàu rồi đó. Đừng có nói là anh mời em đi ăn hủ tiếu gõ giống như lần rồi đi nha. Em không chịu ăn đâu đó. Không có đâu. Lần này mời vô nhà hàng Tàu thiệt mà. À,
anh Mạnh. Anh Mạnh khỏe không? Cho một ly rượu whisky. Dạ. Không, một chai luôn. Ủa, hôm nay anh Mạnh có chuyện buồn hả? Đã nói đem ra đi, còn hỏi tới hỏi lui nữa. Em rượu nè. Ai cho mày ngồi đây? Đi chỗ khác đi. Gân bò, công nhận thằng Quý con mày nó giỏi thiệt á. Bác sĩ bó tay rồi, vậy mà con mày nó lại trị được bệnh tâm thần. Sao mày nhây quá, mày nói nhiều quá. Đi chỗ khác ngồi đi. Vô quán tao không thích ồn ào. Cha, về nhà đi cha. Ủa chú Mạnh, thằng Cường nó nằm loạn ở nhà kìa chú. Mà Nam Dung, rượu cũng sao rồi? Dạ, anh Mạnh chờ một chút. Mà Nam Dung, hai chai, một chai nó uống không đủ đâu. Uống cho say đi nha. Có thuốc bà sáu không? Dạ có. Cho một gói. Anh Tư, anh hãy rời khỏi Hoàng Lâm đi. Anh không thể làm được gì khi anh cứ chịu sự điều khiển của cha đâu. Giờ em sống đầy hy vọng đó. Anh nghe em đi. Anh phải thoát khỏi Hoàng Lâm mới sống được. Anh phải thoát khỏi bóng che của cha mới tìm được thế giới mới. Anh hãy ghi nhớ lời của em nói nghe anh Tư. Có gì vậy? Cường à, anh phải đi sớm. Em ở nhà trông chừng cha mẹ giùm anh. Anh nhờ em đó. Em không làm được vậy. Không làm được là sao? Em cũng sẽ đi. Em phải tìm việc để làm. Anh thấy đó, có đất trồng bắp cải em cũng không được trồng. Bây giờ mướn đất trồng mì thì mì bị rớt giá. Người trồng mì như em bế tắc. Con nói cái gì vậy? Con phải đi mẹ. Nếu không thì con sẽ chết vì buồn. Vì đất phải đi mướn mà không sử dụng được. Cường, em ở đây cũng không có việc gì để làm nữa. Cường à, đất trồng vẫn còn đó mà con. Thế nào người ta cũng làm cho đất hết ô nhiễm để mình trồng cây lại. Chẳng lẽ người ta để cho đất chết sao con? Nhưng con không muốn. Con không muốn là bắp cải hay khoai mì gì nữa hết á. Em nghĩ lại cho kỹ đi. Tại sao lúc nào cũng là em là người giữ nhà chứ? Từ giờ anh giữ nhà đi. Em nghe anh nói cho rõ nè, để không thôi em hiểu lầm. Không phải là anh muốn em ở lại đây, mà là thành phố không phải là nơi ai tới đó cũng sung sướng. Bao nhiêu người người ta rời quê lên đó sống cực khổ lắm. Tại em không biết đó. Em đã quyết định đi rồi, không ai ngăn cản được em đâu. Cực hay sướng á thì tùy em. Cường à, nghe lời anh của con đi. Cả con mà cũng đi thì làm sao mà mẹ sống nổi. Con sẽ đi, con đã quyết định rồi. Anh đã nói thành phố không phải là nơi dễ dàng mà. Từ nhỏ lúc nào em cũng là người giữ nhà. Nhưng giờ em vô dụng quá, em không còn sức để giữ nhà nữa. Cường à, em hãy nghe lời anh, em ở nhà đi. Kêu nó đi đi.
Ông đừng nói cái kiểu đó được không? Tôi không có cho nó đi đâu. Long nó đã đi rồi, nó không cần cha mẹ anh em gì hết. Nè ông, kêu nó đi đi, lên thành phố ăn sung mặc sướng một mình đi. Tôi tuyệt đối không thể để như vậy được. Tại sao gia đình mình cứ chia rẽ như vậy hoài chứ? Ủa, chuyện đó sao bà hỏi tôi? Con cái bỏ nhà đi là tại mình không làm tròn trách nhiệm cha mẹ đó. Trời ơi, sáng sớm mà bà nói nhảm trước mặt tôi vậy. Ông có làm tròn bổn phận người cha bao giờ chưa? Ông có cho Diễm, Cường, Hiển học hành đến nơi đến chốn bao giờ chưa? Ông có cho tụi nó ăn sung mặc sướng bao giờ chưa? Hả? Cha mẹ thôi đi. Quý à, con đừng có đi bây giờ nghe. Con khuyên Cường cho chắc rõ đi nghe con. Cả Cường mà cũng bỏ đi thì mẹ không sống nổi nữa Quý à. Mấy con đi hết thì mẹ làm sao mà sống nổi nữa đây. Cũng tới lúc con cũng phải biết dỗ dành mấy em con chứ. Con hiểu không Quý? Mấy đứa em con nó có nhiều nỗi hận ở trong lòng. Tụi nó rất là tội nghiệp. Con không giải quyết thì ai mà giải quyết được cái đó hả Quý? Quý nó không có rảnh như vậy đâu. Mau đi dọn con đi. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Ngồi xuống đi. Thấy ghê quá. Tao vui mày. Đi thiệt à? Nè con, con đã xin phép cha mẹ con chưa? Dù sao con cũng sẽ đi. Nhưng mà cả bốn anh em đều đi như vậy, mẹ con làm sao sống nổi? Cô đừng nói mấy chuyện ngán ngẩm đó nữa. Thời buổi bây giờ á, người ta gói đồ lên thành phố để kiếm sống hết rồi. Nè con, bộ con cũng nghĩ như vậy hả? Cô à, tụi con sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ vươn vai về đây lại. Chỉ tại cái thằng cha của con thôi. Nè, còn cái thằng anh của con nữa, cái thằng mà giỏi giang thông minh đó, nó làm cái gì nên chuyện không? Anh hai con không phải là người để kiếm tiền đâu. Tiền thì con phải kiếm. Con kiếm xong rồi con sẽ đưa cho anh hai con. Cái gì kỳ vậy? Như vậy thì anh hai con mới được kính nể mà sống chứ. Trời đất ơi, con ơi, con nói cái gì mà như Phật nói vậy? Thì con vốn sinh ra đã là như vậy rồi, sao khác được hả cô? Ê, mày nói là phải giữ lời đó nha. Thằng này, mày coi tao là hạng người gì? Vô, mày mãi mãi là bạn của tao. Riết rồi ai cũng bỏ cái xứ Hoàng Lâm này đi hết. Trời đất ơi, có khi nào nó bỏ đi hết còn có mình cô ở đây không? Rồi cô bán cho ai? Cô đi chung với con đi. Bậy, sao cô đi được? Chị Hai ơi, chị đang ở đâu vậy? Chị đây nè, em đến đó hả? Em có đang bận gì không vậy? Chị ngoài chợ, có cái đàn em nó lo hết rồi. Em chạy qua chị, có chuyện gì mà chị gọi em vậy? Thằng Cường nó đòi lên thành phố để kiếm tiền đó. Lên thành phố hả chị? Trời ơi, sao mà có chuyện như vậy? Không dẫn con Diễm với thằng Hiển về được, nay tới thằng Cường nó đòi đi làm sao mà chị sống nổi chứ? Coi bộ nhìn cũng được đó.
Nhà này bây giờ chỉ còn anh rể và chị hai sống chung. Em nghĩ chắc cũng tình tứ lắm đây. Giờ phút này mà em còn cà rỡ với chị được sao? Em ráng làm sao kiếm cách mà giữ thằng Cường lại giùm chị đi. Chị hai à, bây giờ ai cũng muốn bỏ quê mà ra đi. Chị cứ kệ nó đi. Tụi nó cứ tưởng lên thành phố là dễ sống lắm sao? Mẹ ơi, con về rồi nè. Con uống rượu hả? Dạ. Chừng nào con đi? Sang, em cứ về nhà đi. Ai lại đổ dầu vào lửa đang cháy vậy hả? Cường nhà chị sẽ không đi, sẽ không đi đâu cả. Mẹ có nói cũng vô dụng thôi. Con nhất định sẽ đi. Chị hai à, lòng nó đã muốn đi rồi thì có trời cản nó cũng đi. Chị cứ chuẩn bị tinh thần đi. Mà nè, chị giữ gìn sức khỏe nha, đừng có để bệnh đó. Sang à, chuyện này em có đứng ra cũng không làm gì được đâu. Cường à, mẹ không thể nào sống mà không có con bên cạnh. Không biết kiếp trước mẹ gây nên cái tội gì mà kiếp này không sống chung với con cái được chứ. Mẹ đừng khóc nữa. Cường ơi, mẹ năn nỉ con mà. Con đừng có đi. Mẹ ơi, bây giờ con phải kiếm đường sống của con. Con phải có tiền. Con phải có tiền để mua đất. Phải mua đất mẹ à. Không có đất, con không thể nào giữ quê hương mình được. Khi nào kiếm thật nhiều tiền, con sẽ quay trở lại. Lúc đó con sẽ mua đất làm ruộng. Lần này mẹ đừng có cản con nghe mẹ. Cho tới bây giờ xảy ra bao nhiêu chuyện con cũng không dám oán trách ai hết. Chuyện đó có tưởng tượng con cũng không dám nữa. Nhưng gần đây con lại bắt đầu hờn trách rồi mẹ. Con buồn cha, buồn anh hai. Mẹ ơi, con làm sao dám trách cha, trách anh hai hả mẹ? Chuyện này là sao? Thật vô lý mà. Con ghét con người của con quá mẹ ơi. Con biết rõ, nếu cả con mà cũng bỏ đi, làm sao mà mẹ chịu đựng được? Làm sao con không biết điều đó hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con cũng thấy buồn khi nghĩ về mẹ đó. Mẹ đừng cãi lời cha nữa nha mẹ. Không chừng cha sẽ đánh mẹ đó. Khi nào mà cha nổi cáo á thì mẹ nhớ trốn nha mẹ. Đừng để cha đánh mẹ nha. Có thật là con sẽ bỏ đi luôn không? Mẹ à, không phải con muốn sung sướng một mình con đâu.
mà cũng phải làm. Phải có thật nhiều tiền thì anh em tụi con mới được ở chung nhau mẹ. Không có tiền không được đâu mẹ ơi. Ủa, ở Hoàng Lâm có chuyện gì không vui sao? Đâu, đâu có chuyện gì đâu. Thì chú con mới về. Con mới về. Thiếp tất cả khỏe mạnh chứ? Dạ, cha mẹ con vẫn khỏe. Thôi, con ngồi đi. Chắc con lên nghỉ một chút. Để thím nấu nước nóng cho con tắm rồi đi nghỉ luôn. Cơm chiều sao rồi? Dạ, để tôi đi chuẩn bị. Dạ được rồi, có ăn cơm rồi. Con hãy nói xem đã có kết luận gì từ cha của con chứ, rồi hãy lên phòng. Dạ, để con nói. Con không muốn cãi lời của cha con. Con nói cái gì vậy? Con đã quyết tâm như vậy rồi. Dạ, con lên. Nó bị làm sao vậy? Thì nó nói đúng đó. Cái cô này tôi chịu hết nổi cô rồi nha. Hai anh chị đừng cãi nhau nữa. Để em lên coi có chuyện gì rồi từ từ hãy tính. Anh dậy đi. Anh có nghĩ cho em không vậy? Cô Thu à, chúng ta chấm dứt đi. Cô không thể là một thành viên của gia đình tôi được đâu. Lý do chỉ có như vậy thôi sao? Tôi có một ước mơ lớn. Chính vì vậy mà tôi mới lên đây. Khó khăn lắm, cô độc lắm. Chính vì vậy mà tôi muốn dựa vào một quyền lực. Quyền lực đó chính là em, là cha của em. Tôi đã sai. Từ bây giờ tôi chỉ dựa vào sức của tôi mà tiến lên. Tôi sẽ tự biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cô chỉ cần biết như đó thôi. Chúng ta chấm dứt đi. Bây giờ anh có biết là em vui đến mức nào không? Lần về thăm quê hương của anh lần này làm cho anh trưởng thành hơn. Ý chí tự sức mình vươn lên thật là cảm động. Anh làm cho em cảm thấy niềm tin ở anh nhiều hơn. Anh chỉ cần giữ thái độ cơ bản như vậy là được. Điều đó cũng có liên quan đến con người của anh mà. Điều kế tiếp chúng ta phải nghĩ đến là thực tế. Nếu muốn đi đến một nơi mà chỉ tốn một ngày đi bằng máy bay thì việc gì anh phải tốn 10 ngày đi bằng thuyền chứ. Đó không chỉ là một việc làm dại khờ mà còn không phải là cách một người đàn ông có tham vọng nên chọn. Anh không được đi bằng thuyền, anh phải đi bằng máy bay. Em cũng sẽ nghĩ lại. Em sẽ cố gắng nhìn gia đình anh một cách lạc quan hơn. Em sẽ bắt đầu dạy anh từ hôm nay. Cảm ơn cô. Nhờ anh mà em đã trở thành cô giáo rồi đó. Anh Hiển biết không,
Khi nghe anh Hiện nói có ý định muốn học đàn tranh, em rất là xúc động. Vậy à, tôi rất thích chơi nhạc cụ dân tộc. Thôi, mình bắt đầu đi cô giáo. Nhưng mà anh phải học cách ngồi trước chứ. Nhưng mà ngồi như thế nào? Để em chỉ anh cho. Anh cầm đàn giùm em nha. Rồi. Trời, anh ngồi giống em vậy nè. Lưng thì thẳng, sức thì anh phải dồn vào bụng dưới như vậy nè. Còn chân trái á thì phải để vào trong. Đó, anh thấy không? Nhưng mà chân tôi không để được như vậy. Chắc là tôi không chơi đàn được rồi. Không đâu. Ý em là anh Hiển. Anh Hiển. Anh Hiển ơi, em xin lỗi mà. Mình làm lại lần nữa đi anh. Cô cứ mặc sát tôi đi. Hơn tàn tật như tôi thì làm được gì chứ. Anh Hiển. Anh Hiển. Sau bữa ăn 30 phút uống viên nước ấm nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, 50.000 anh ạ. Dạ, chết rồi, không đủ tiền. Còn có 30. Không sao, hôm nào rảnh anh qua đưa cũng được ạ. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, dạ, chào cô. Dạ. Em mang trà cho hai anh nha. Không cần, không cần đâu chị. Em mệt thì vào trong nghỉ một chút đi. Không, em không thấy mệt. Em mệt thì không tốt đâu. Không, bây giờ em thấy nhẹ nhõm rồi. Người như có thể muốn bay được ấy. Hoàng Lâm, ta nhất định sẽ trở lại. Chị em. Ồ, chị em. Chị với ông Khiêm quen lâu rồi, sao không tiến tới luôn cho rồi? Mình chỉ tính được sao? Vậy là không có người khác hả chị? Chắc là không có đâu. Cha này khùng chắc. Anh Khiêm ơi, anh Khiêm. Anh Khiêm ơi, có nhà không anh Khiêm? Ôi, ra liền, ra liền. Ủa, chuyện ở cửa hàng ai lo mà qua đây? Anh đúng là cây củi mà. Anh không có cảm giác gì hả? Cái chú này sao tự nhiên tấn công tôi dữ vậy? Nét dinh dưỡng theo cao bồi cuốn cuốn. Bé thích, mẹ an tâm.